Nga giành lại 10 làng tại Kursk. Nga phản công dữ dội, càn quét Kursk. Lính Ukraine tháo chạy, Nga thay đổi chiến thuật mới. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh youtube Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga giành lại 10 làng tại Kursk. Kênh Military Summary đưa tin quân đội Nga đã chiếm lại khoảng 10 ngôi làng trong cuộc phản công ở Kursk trong những ngày gần đây. Các cuộc phản công vẫn đang tiếp tục. Phóng viên chiến trường Evgeny Lysitsyn cho biết, Nga tổ chức 8 mũi xung kích đồng loạt xông lên từ nhiều hướng, khiến đối phương hoảng loạn chống đỡ và cuối cùng hoặc bị tiêu diệt hoặc phải tháo chạy. Có những báo cáo nói về cuộc phản công tiếp theo theo hướng Sudya, nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin xác nhận về điều này. Lữ đoàn 103 của FU chịu trách nhiệm phòng thủ gần Sudya đang bị đánh bại. Nga đang kéo dãn nguy cơ bị bao vây xung quanh thị trấn Gruskova. Theo thống kê mới nhất, Nga đã giành lại được khoảng 145 km vuông lãnh thổ tại vùng Kursk. Còn tại chiến trường Donetsk, quân Nga đã tiến thêm một bước nữa ở Torres khi kiểm soát được chạm xăng ở trung tâm thành phố. Cuộc tấn công cũng đang tiếp tục theo hướng Poros, giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở làng Ukraine, ở phía nam và phía đông. Các đơn vị Nga đang tạo ra nồi hầm mới tại đây. Nga phản công dữ dội, càn quét Kursk Tổng thống Zelensky thừa nhận Nga đã phát động cuộc phản công ở Kursk. Nga đã phát động các hành động phản công tại Kursk giống như những gì Ukraine tính toán, ông Zelensky nói. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về quy mô của chiến dịch phản công, nhưng khẳng định nó diễn ra phù hợp với kế hoạch của Ukraine. Nga đã bắt đầu các cuộc phản công ở Kursk vào tháng 8, một tháng sau khi quân đội Ukraine mở màn cuộc đột kích vào lãnh thổ này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW đã ghi nhận những cuộc tấn công mới từ phía Ukraine, tại khu vực phía tây Snakot và các vùng mà Kiev đã kiểm soát được sau cuộc tấn công ban đầu. Kiev cho biết họ đã chiếm giữ khoảng 1.300 km vuông đất tại hơn 100 khu định cư ở Kursk, với mục tiêu tạo ra một vùng đệm để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công từ phía Nga. Lính Ukraine tháo chạy, Nga thay đổi chiến thuật mới Theo kiến thức nét, mới đây, truyền thông Mỹ thừa nhận tinh thần quân đội Ukraine xuống thấp và một số lượng lớn binh sĩ không còn sẵn sàng di chuyển đến vị trí chiến đấu mặc dù nato do mỹ đứng đầu đã phái một số lượng lớn cố vấn quân sự trực tiếp chỉ huy tiền tuyến và giám sát quân đội ukraine tại chỗ nhưng điều này vẫn sẽ không thể ngăn cản quân đội ukraine bỏ chạy với số lượng lớn do tinh thần xuống thấp sau khi tiến hành điều tra và phân tích chuyên sâu về tình hình quân đội ukraine ở tiền tuyến cnn đã đăng tải bài báo có tựa đề với việc không đủ trang bị và quân số quân đội ukraine đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là tinh thần xuống thấp và đào ngũ Báo cáo này liệt kê chi tiết các vấn đề về tinh thần thấp và sự đào ngũ của quân đội Ukraine, đồng thời chỉ ra vấn đề nghiêm trọng là ý chí chiến đấu ngày càng yếu của quân đội Ukraine. Các báo cáo của phương tiện truyền thông Mỹ dựa trên dữ liệu thực tế. Theo báo cáo, dữ liệu do Quốc hội Ukraine công bố và cho thấy chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm 2024 đã có tới 19.000 binh sĩ đào ngũ khỏi chiến trường Ukraine. Tướng Sierski, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, cũng công khai thừa nhận rằng tinh thần xuống thấp là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà Ukraine hiện phải đối mặt và việc nâng cao tinh thần đã trở thành vấn đề cấp bách nhất đối với quân đội Ukraine. Một chỉ huy quân đội Ukraine đóng tại Poros nói với các phóng viên rằng nhiều tân binh chưa trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt đã chọn rời bỏ chức vụ của mình. Được biết, những tân binh này sau khi đến chiến trường đã gặp rất nhiều khó khăn. Họ nhìn thấy số lượng lớn máy bay không người lái, pháo binh và súng cối của quân đội Nga và động lực của họ trực tiếp bị áp đảo chỉ huy Ukraine chỉ ra rằng, sau khi những tân binh này đi qua vị trí này một lần nữa, họ sẽ không sẵn lòng quay trở lại vị trí nếu sống sót. Không chịu ra chiến trường và tìm cách rời quân ngũ đã trở thành đặc điểm cơ bản của đông đảo tân binh của đội Ukraine. Nhiều binh sĩ Ukraine phàn nàn rằng, việc thiếu vũ khí, đạn dược đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của họ. Ngay cả khi nhìn thấy quân đội Nga, họ cũng không thể phát động tấn công vì không có vũ khí. Chiến thuật của Nga là dùng cách phản công để giữ chân đối phương, đồng thời tập trung hỏa lực tấn công vào các vị trí quan trọng. Ukraine tấn công Kursk nhằm đánh lạc hướng quân đội Nga tấn công Donetsk, qua đó làm giảm áp lực lên hàng phòng ngự Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Nga lại lợi dụng sự rút lui của lực lượng phòng thủ tinh nhuệ của quân đội Ukraine và tập trung lực lượng vượt trội để mở cuộc tấn công vào miền đông Ukraine. Động thái của Nga là dùng lãnh thổ để kìm chân lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine ban đầu muốn giải tán lực lượng chủ lực của quân đội Nga, nhưng không ngờ lại bị quân đội Nga tận dụng chỉ cần sử dụng khu vực không quá quan trọng để kìm chân lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine dẫn đến sự đảo ngược nhanh chóng về tình hình chiến trường. Nga xóa sổ pháo tự hành Pháp ở Ukraine Theo Vietnamnet, truyền thông Nga cho hay quân đội nước này đã phá hủy một cột pháo tự hành Kaiser trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine bên trong địa phận tỉnh Kursk, Đoạn video được kênh quân sự Zvezda TV đăng cho thấy máy bay không người lái UAV Nga trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại tỉnh Kursk đã phát hiện một xe pháo tự hành Kaiser của lực lượng vũ trang Kiev đang xâm nhập làng Nikolaev Darino sát biên giới Nga-Ukraine. Sau khi cỗ pháo Kaiser rời khỏi đường lớn để di chuyển vào rừng, phía Nga thông qua dữ liệu do UAV cung cấp đã thực hiện đòn pháo kích nhằm vào nơi khí tài Ukraine ẩn nấp. Số liệu thống kê từ Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược IISS viết rằng, Quân đội Ukraine từ năm 2022 tới nay đã nhận ít nhất 43 cỗ pháo Kaiser từ một số quốc gia phương Tây. Kaiser là pháo tự hành, được Tập đoàn Quốc phòng GIAT Industrial của Pháp chế tạo và đưa vào trang bị trong thập niên 1990. Tổng trọng lượng khi pháo đặt trên xe bánh lốp đạt 17,7 tấn, chiều dài 10 m rộng 2,5 m cao 3,26 m kíp chiến đấu 6 người. Theo trang Military Today, Kaiser sử dụng đạn pháo cỡ 155 mm, tốc độ bắn đạt từ 4 đến 6 phát trên 1 phút, khả năng nâng góc nòng nằm vào khoảng 0 đến 60 độ, tầm bắn tối đa của Kaiser đạt 42 km khi sử dụng đạn tăng tầm. Ba Lan gợi ý kế hoạch nóng cho Ukraine Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jaroslaw Sikorski cho rằng các thành viên EU nên cắt giảm phúc lợi xã hội dành cho người tị nạn Ukraine để khuyến khích họ trở về nước và chiến đấu nhà ngoại giao này cho rằng các quốc gia eu đang làm suy yếu quân đội ukraine chúng ta đang làm giảm tiềm năng huy động của ukraine bằng cách trợ cấp cho những người tị nạn ukraine ông sikorsky nói ông cho biết chính phủ ba lan trợ cấp tiền cho người lớn ukraine nhập cảnh vào nước này cùng trẻ em nhưng các nước ở tây âu cũng cung cấp thêm những phúc lợi khác theo ông các khoản trợ cấp này sẽ trở thành trở ngại tài chính khiến người ukraine không muốn trở về quê nhà chúng ta không nên trợ cấp cho việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự ông tuyên bố EU kiệt quệ vì viện trợ cho Ukraine. Chuyên gia quân sự Anatoly Matvichak cho rằng Liên minh châu Âu EU sẽ có đủ nguồn lực để giúp Ukraine trong tối đa một hoặc hai năm. Sau đó, nhiều nước sẽ bắt đầu ngăn chặn các quyết định hỗ trợ Kiev. Theo chuyên gia, phong trào biểu tình đã bắt đầu. Ông nhắc lại, EU là một liên minh sống dựa vào sự đóng góp của các quốc gia thành viên. Tôi tin rằng khoản chi tiêu này đã vượt quá hàng tỷ euro. Chúng là gánh nặng không thể chịu đựng được so với một quốc gia. Suy cho cùng, nền kinh tế của EU đang xa sút đặc biệt là những cường quốc tiên tiến như Đức, Pháp và Italia. Họ hiện đang cảm thấy khủng hoảng về năng lượng, nguồn cung linh kiện, nguồn cung công nghệ, ông Matvichak lưu ý. Nga cảnh báo Mỹ nếu dỡ bỏ hạn chế tấn công lãnh thổ Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabekov cảnh báo rằng quyết định của Washington dỡ bỏ các hạn chế tấn công Nga sẽ gây thêm rủi ro cho chính Mỹ. Đây là một yếu tố của chiến tranh tâm lý, nó là một phần của chiến tranh. Ông Sergei Ryabikov tuyên bố, theo nhà ngoại giao này, mục đích của những tuyên bố như vậy là nhằm đe dọa nga và mong muốn thay đổi mục tiêu của Moscow. Ông Ryabikov khuyến nghị Mỹ tránh những hành động có thể dẫn tới leo thang căng thẳng. Ông lưu ý rằng điều này cũng sẽ có lợi cho an ninh của Mỹ. Phát ngôn viên báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov đảm bảo rằng phản ứng của Moscow trước việc Washington cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ nga là phù hợp. Bạn không cần phải mong đợi bất kỳ một câu trả lời nào ở mọi nơi. Một hoạt động quân sự đặc biệt là câu trả lời cho tất cả những hành động này thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết. Ông Peskov nhấn mạnh rằng mọi quyết định như vậy của phương Tây đều trở thành sự xác nhận mang tính chính đáng, sự cần thiết khi Nga mở hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nga phát động cuộc phản công ở Kursk Tổng thống Zelensky thừa nhận Nga đã phát động một cuộc phản công ở Kursk. Nga đã phát động các hành động phản công tại Kursk giống như những gì Ukraine tính toán, ông Zelensky nói. Ông không cung cấp thông tin gì về quy mô của chiến dịch phản công, nhưng khẳng định nó diễn ra phù hợp với kế hoạch của Ukraine. Nga đã bắt đầu những cuộc phản công ở Kursk vào tháng 8, một tháng sau khi quân đội Ukraine mở màn cuộc đột kích vào lãnh thổ này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW đã ghi nhận những cuộc tấn công mới từ phía Ukraine tại các khu vực Snagot và các vùng mà Kiev kiểm soát được sau một cuộc tấn công ban đầu. Kiev cho biết họ đã chiếm giữ khoảng 1.300 km vuông đất tại hơn 100 khu định cư ở Kursk, với mục tiêu tạo ra một vùng đệm để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công từ phía Nga. Nga tái kiểm soát 10 làng ở Kursk Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành lại 10 ngôi làng từ tay Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk. Lực lượng Nga đang tiếp tục chiến dịch đánh bại các đơn vị đối phương xâm nhập Kursk. Cánh quân Bắc đã giải phóng 10 ngôi làng trong vòng 2 ngày, gồm Apanasovya, Biakovo, Vysnevka, Viktorovka, Venezapnoi, Godievka, Obukhovka, Snagot và Desyati, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Quân đội Nga cũng tuyên bố đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine gần làng Panasevka và Snagot đồng thời ngăn chặn nỗ lực tấn công theo hướng làng Ogopka. Quốc gia châu Âu đề xuất người Ukraine về nước nhập ngũ Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jaroslaw Sikorsky cho rằng các thành viên EU nên cắt giảm phúc lợi xã hội dành cho người tị nạn Ukraine để khuyến khích họ trở về nước và chiến đấu. Nhà ngoại giao này cho rằng các quốc gia EU đang làm suy yếu quân đội Ukraine. Chúng ta đang làm giảm tiềm năng huy động của Ukraine bằng cách trợ cấp cho những người tị nạn Ukraine, ông Sikorsky nói. Ông cho biết chính phủ Ba Lan trợ cấp tiền cho người lớn Ukraine nhập cảnh vào nước này cùng trẻ em. Nhưng các nước ở Tây Âu cũng cung cấp thêm những phúc lợi khác. Theo ông, các khoản trợ cấp này sẽ trở thành trở ngại tài chính khiến người Ukraine không muốn trở về quê nhà. Chúng ta không nên trợ cấp cho việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự, ông tuyên bố. Ukraine lên kế hoạch chiếm giàn khoan Nga Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã đẩy lùi nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm giữ giàn khoan dầu của Nga ở Biển Đen trong khoảng thời gian từ đêm ngày 10 tháng 9 đến dạng sáng ngày 11 tháng 9. Theo phía Nga, Tổng cục Tình báo Ukraine đã điều 14 tàu Wilux Force do Mỹ sản xuất, trên đó chở các lực lượng đặc nhiệm hải quân Ukraine để chiếm giữ giàn khoan Krum 2. Giàn khoan này nằm giữa bán đảo Krum và thành phố Odessa của Ukraine. Quân đội Nga và hạm đội Biển Đen đã đánh chìm 8 tàu và tiêu diệt 80 binh sĩ Ukraine, các tàu còn lại đã trốn thoát. Chúng tôi đã đẩy lùi thêm một chiến dịch của Ukraine ở Biển Đen, diễn ra trùng với chuyến thăm của các đại diện cấp cao từ Mỹ và châu Âu tới Ukraine vào ngày 11 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ tuyên bố sốc về phương Tây Cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter cho biết hiện Mỹ và Anh chấp thuận các mục tiêu để Ukraine tấn công trên lãnh thổ Nga. Đồng nghĩa với việc hai nước này đang tấn công Nga, Động thái trên có nghĩa là Mỹ và Anh thực sự đang tấn công Nga. Tôi tin rằng đây là một sự leo thang không thể chấp nhận được và nó đòi hỏi phải có phản ứng của Nga, chuyên gia Mỹ nhấn mạnh. Theo ông, phương Tây đang lợi dụng Ukraine để làm vỏ bọc để tiến hành các cuộc tấn công chiến lược vào Nga, đồng thời đánh giá năng lực của Moscow. Đối với tôi, có vẻ như Mỹ không đủ khả năng để thực hiện một hành động như vậy. Bởi vì đây là một canh bạc lớn, nếu mắc sai lầm, đồng nghĩa với thiệt hại của chính quốc gia, ông Ritter nói thêm. Mỹ và Anh đang cố gắng áp đặt các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa, cựu sĩ quan tình báo Mỹ lưu ý. Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản thông báo khẩn về siêu bão Bebikan Ngày 12 tháng 9, Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản đồng loạt phát thông báo khẩn cấp về siêu bão Benica khi cơn bão tiếp tục tăng tốc và có thể mạnh lên thành cuồng phong nguy hiểm. Sự báo, bão sẽ quét qua vùng biển của Philippines, đổ bộ vào Nhật Bản và tấn công bờ biển phía đông Trung Quốc mang theo sức gió kinh hoàng, mưa lớn và nguy cơ lũ lụt, lở đất. Theo thông báo từ cơ quan khí tượng Philippines, Pagasa, bão Benica đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ 30 km h và được dự báo sẽ mạnh lên thành cuồng phong vào tối ngày 13 tháng 9, theo giờ địa phương. Hiện tại, bão Benica vẫn nằm ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines, PR, cách trung tâm Ruzon, khoảng 1.975 km về phía đông. Theo tờ Rappler, Cơn bão đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, đa sức gió mạnh nhất là 95 km h và giật lên tới 115 km h Pagasa cho biết Benica sẽ chính thức đi vào PR vào chiều hoặc tối ngày 13 tháng 9 và sẽ được đặt tên địa phương là Ferdi. Dù chỉ dự kiến đi qua vùng biển ở danh giới đông bắc của PR và không trực tiếp đe dọa đất liền Philippines, cơn bão vẫn có thể gây ra mưa lớn cho nhiều khu vực. Các chuyên gia cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, đặc biệt ở các vùng ven biển. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA thông tin vào chiều tối 12 tháng 9, bão Benica đang di chuyển về phía bắc, tây bắc với vận tốc khoảng 25 km/h, sức gió lên tới 126 km/h. Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào phía nam đảo Okinawa và khu vực đảo Amami ở phía tây nam Nhật Bản trong cuối tuần này. Kyodo cảnh báo bão số 13 của Nhật Bản năm nay có thể mang theo gió rất mạnh sóng lớn kèm theo nguy cơ lũ lụt, lở đất và nước biển dâng cao. Chính quyền đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết và đảm bảo an toàn tại nhà, đặc biệt tránh xa cửa sổ để phòng ngừa thiệt hại do gió gây ra. Theo dự báo từ Bloomberg, bão Benica sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc, cụ thể là các khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Và sáng sớm ngày 16 tháng 9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gọi Benica bằng tên địa phương là Baby dự báo sẽ tiến vào đất liền với sức mạnh bão cấp 2 theo tăng Surfer Samson. Những cơn mưa lớn do bão mang theo có thể gây ra lũ lụt, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà máy lọc dầu, kho cảng nhập khẩu LNG và làm tê liệt hoạt động vận tải trong khu vực. Ông Putin cảnh báo phương Tây phạm sai lầm lớn nếu bật đèn xanh cho Ukraine. Theo Reuters, ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mạnh mẽ cảnh báo rằng Phương Tây sẽ phải trực tiếp đối đầu với Nga nếu cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh rằng hành động này sẽ làm thay đổi bản chất và phạm vi của cuộc xung đột hiện tại. Trong nhiều tháng qua, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẩn thiết kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp các loại tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh để giúp Ukraine hạn chế năng lực tấn công của Nga ông zelensky lập luận rằng việc tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ nga sẽ là bước đi quan trọng trong việc làm suy yếu khả năng quân sự của moscow tuy nhiên tổng thống putin đã nhấn mạnh rằng nếu các quốc gia phương tây quyết định cung cấp những loại vũ khí này cho ukraine họ sẽ phải trực tiếp tham gia vào cuộc chiến theo ông việc ukraine sử dụng các loại tên lửa tầm xa như vậy sẽ không chỉ đơn thuần là hành động của kiev Ông cho rằng năng lực nhắm vào mục tiêu vệ tinh và lập trình đường bay cho những vũ khí này sẽ phải do các quốc gia NATO đảm nhận, bởi Ukraine không có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ, kỹ thuật phức tạp này. Đây không còn là câu hỏi về việc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa hay không. Đây là quyết định liệu NATO có trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này hay không. Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình quốc gia Nga ông cảnh báo rằng nếu quyết định này được thực hiện nato mỹ và các quốc gia châu âu sẽ phải đối mặt với việc trở thành một phần của cuộc chiến không chỉ hỗ trợ từ xa điều này sẽ đánh dấu sự tham gia trực tiếp của họ và tất nhiên sẽ thay đổi căn bản bản chất của cuộc xung đột ông nói thêm đồng thời khẳng định nga sẽ buộc phải đưa ra quyết định phù hợp trước những mối đe dọa mới mặc dù ông putin không cụ thể hóa những quyết định đó là gì nhưng trong quá khứ, ông từng ám chỉ khả năng trang bị vũ khí cho các kẻ thù của phương Tây để đáp trả. Vào tháng 6, ông cũng đề cập đến việc triển khai tên lửa thông thường có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Nga, với tư cách là cương quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, hiện cũng đang tiến hành sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình, đặc biệt là về các trường hợp mà Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân cùng với đó nga đang tổ chức các cuộc tập trận hải quân lớn với trung quốc và xem xét việc hạn chế xuất khẩu các mặt hàng chiến lược thể hiện sự chuẩn bị của moscow trước bất kỳ tình huống leo thang nào trong khi đó, phương Tây đang tranh luận về việc có nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công Nga hay không, như một phần phản ánh trước cái mà họ đang gọi là sự leo thang chiến tranh từ Moscow. Các cảnh báo cho rằng Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran, mặc dù Tehran đã bác bỏ những cáo buộc này, gọi chúng là tuyên truyền xấu xí. Cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu từ năm 2022 với sự tham gia của hàng chục nghìn binh lính Nga đã trở thành cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau chiến tranh lạnh. Tổng thống Putin coi cuộc xung đột này như một cuộc chiến sinh tồn với phương Tây bởi họ đã xâm phạm vào những khu vực phạm vi ảnh hưởng tự nhiên của Moscow, bao gồm cả Ukraine. Israel tuyên bố xóa sổ lữ đoàn Rafah tại trào lửa miền Bắc. Tối ngày 12 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF ra thông báo chính thức về hai cuộc không kích do máy bay không người lái của Israel tiến hành sâu trong lãnh thổ Syria vào ngày 11 tháng 9. Cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào một tuyến đường cao tốc ở tỉnh Konecha, phía nam thủ đô Damascus, và đã tiêu diệt một thành viên thuộc phong trào Hezbollah. Vụ không kích thứ hai diễn ra tại làng El Rafi, cũng thuộc Konecha, với mục tiêu loại bỏ một phần tử khủng bố được cho là đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào Israel. Việc IDF công khai xác nhận những cuộc tấn công này là hiếm hoi, dù so Israel đã nhiều lần bị cáo buộc tiến hành hàng trăm cuộc không kích và lãnh thổ Syria trong suốt những năm qua. Trong đó, hàng chục cuộc tấn công đã diễn ra chỉ trong năm 2024, một cuộc tấn công gần đây vào ngày Chủ nhật vừa qua đã nhằm vào các cơ sở quân sự ở tỉnh Hamas, miền trung Syria, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Những vụ việc này đã làm dấy lên sự chỉ trích mạnh mẽ từ các quốc gia Ả Rập và giới truyền thông khu vực, nhưng Israel vẫn thường giữ im lặng hoặc không thừa nhận. Không chỉ tấn công Syria, IDF còn gia tăng áp lực ở mặt trận phía Bắc. Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã tiến hành loạt cuộc không kích vào miền nam Lebanon, nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Hezbollah. Nhiều tòa nhà ở Aitorun, Marimin và cheese đã bị phá hủy cùng với một bệ phóng tên lửa tại khu vực Jiguin. IDF khẳng định các cơ sở này đều được Hezbollah sử dụng để tổ chức các hoạt động chống Israel. Trong khi đó, tại chiến trường Gaza, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt lữ đoàn Rafah của phong trào Hamas ở phía nam giải Gaza. Theo tướng Isis Cohen, tư lệnh sư đoàn 162, toàn bộ 4 tiểu đoàn trực thuộc lữ đoàn Rafah đã bị đánh bại loại bỏ hơn 2.300 tay súng khỏi vòng chiến đấu. Ngoài ra, quân đội Israel đã phá hủy 80% trong tổng số 203 hầm ngầm của Hamas tại khu vực hành lang Philadelphia, một tuyến đường chiến lược nằm dọc biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Các nhà phân tích trong khu vực đang bày tỏ lo ngại về việc quân đội Israel có thể đang chuyển trọng tâm tác chiến từ chiến trường Gaza lên phía Bắc, đặc biệt là miền nam Lebanon, với những đợt không kích leo thang vào các mục tiêu của Hezbollah không thể loại trừ khả năng israel sẽ tiến hành một chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn tại khu vực này nhiều lần trong quá khứ giới chức israel đã công khai tuyên bố ý định chấn áp lực lượng hezbollah và đẩy lùi chúng khỏi vùng biên giới nhằm đảm bảo an ninh cho đất nước với những diễn biến ngày càng căng thẳng tình hình an ninh tại khu vực trung đông đang bước vào giai đoạn hết sức nhạy cảm những bước đi tiếp theo của israel đặc biệt là tại chiến trường libanon sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cục diện chính trị và quân sự của toàn khu vực Xác nhận cáo buộc bà Harris đeo tai nghe ngụy trang hoa tai khi tranh luận là tin giả. Theo CBS News, Phó tổng thống Kamala Harris đang bị cáo buộc đeo tai nghe không dây ngụy trang thành hoa tai trong cuộc tranh luận trực tiếp kéo dài 90 phút với cựu tổng thống Donald Trump vào ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, những cáo buộc này đã được xác nhận là hoàn toàn sai sự thật. Cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ đã tạo ra làn sóng bàn tán sôi nổi sau khi phát sóng 24 giờ. Tin tức này bắt đầu lan truyền khi một số người dùng mạng xã hội, bao gồm nhà lý thuyết âm mưu nổi tiếng Laura Loomer, cho rằng đôi hoa tai của bà Harris thực chất là tai nghe không dây Nova H1. Thiết bị này được thiết kế tinh vi với hình dáng giống hoa tai ngọc trai. Bài đăng của bà Loomer đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem chỉ trong buổi sáng ngày 11 tháng 9. Theo quy định của cuộc tranh luận, các ứng viên không được phép mang bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào, bao gồm cả tai nghe. Các báo cáo thời trang cho thấy đôi hoa tai của bà Harris đeo trong cuộc tranh luận là sản phẩm của Tiffany Co. Một thiết kế đã ngừng sản xuất. Mỗi chiếc hoa tai có một viên ngọc trai lớn và hai vòng khuyên hình chữ Z nằm phía sau giái tai, hoàn toàn khác biệt với chiếc tai nghe Nova H1. Nhiều hình ảnh đối chiếu đã chứng minh rằng không có sự tương đồng nào giữa đôi hoa tai mà bà Harris đeo và tai nghe Nova H1 Bà Harris đã từng đeo đôi hoa tai này trong nhiều sự kiện quan trọng khác, bao gồm cả cuộc meeting tại Pennsylvania vào ngày 6 tháng 8 và buổi hòa nhạc June Team tại Nhà Trắng vào mùa hè năm nay. Vì vậy, mọi nghi ngờ về việc bà sử dụng tai nghe để gian luận trong cuộc tranh luận này đã bị bác bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, công ty Iceback Sound Solutions, nhà sản xuất tai nghe Nova ở Munich, Đức, đã phản ứng hài hước trước những cáo buộc này. Mark Iversen, người sáng lập công ty, nói đùa với báo đức Bill. Chúng tôi đang phát triển phiên bản tai nghe cho nam giới để ông Trump cũng có thể sử dụng trong các cuộc tranh luận sắp tới. Chắc chắn chúng tôi sẽ tạo ra màu bạc để phù hợp hơn với phong cách của ông ấy. Đây không phải là lần đầu tiên những cáo buộc tương tự được tung ra trong các cuộc tranh luận tổng thống. Năm 2024, một cáo buộc vô căn cứ cho rằng tổng thống Joe Biden đã đeo tay ngay trong cuộc tranh luận với ông Trump xuất hiện trong các cuộc tranh luận tổng thống, nhưng chúng thường không có bằng chứng xác thực và chỉ gây nhiễu loạn thông tin. Trong trường hợp của bà Harris, những cáo buộc về việc đeo tay ngay trong cuộc tranh luận đã hoàn toàn bị bác bỏ và đồ trang sức bà đeo thực chất chỉ là đôi hoa tai ngọc trai của Tiffany Co bầu cử Mỹ 2024, ông Trump tuyên bố sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba với bà Harris. Theo Reuters, ngày 12 tháng 9, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không tham gia thêm bất kỳ cuộc tranh luận nào với Phó Tổng thống Kamala Harris trước ngày tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đã vượt qua ông Trump trong cuộc tranh luận đầu tuần. Ông Trump khẳng định một cách chắc chắn sẽ không có cuộc tranh luận lần thứ ba ám chỉ đến hai cuộc tranh luận trước đó, một với bà Harris và một với đương kim Tổng thống Joe Biden hồi tháng 6. Dù ông Trump đã tự khen ngợi màn thể hiện của mình, sáu nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa cùng ba cố vấn của ông lại chia sẻ với Reuters rằng, theo họ, bà Harris đã giành chiến thắng. Nguyên nhân chính được cho là ông Trump đã không thể duy trì thông điệp mạnh mẽ xuyên suốt cuộc tranh luận. Đáp lại, ông Donald Trump cho rằng bà Harris đã thua cuộc và đang tìm kiếm một cơ hội khác. Ông cũng chỉ trích bà Kamala Harris từ chối tham gia các cuộc tranh luận được đề xuất bởi các hãng truyền thông như Fox News, NBC và CBS. Điều này theo ông là bằng chứng cho thấy bà không muốn đối đầu trực diện. Lời tuyên bố từ cựu tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh một bộ phận đảng viên Cộng hòa kêu gọi ông chấp nhận đề nghị tham gia cuộc tranh luận thứ hai với bà Harris. Nhiều người cho rằng lợi thế đang nghiêng về phía bà Harris sau cuộc tranh luận đầu tiên. Đáng chú ý, cuộc tranh luận này đã thu hút hơn 67 triệu người theo dõi. Một khảo sát do Reuters và iPod thực hiện công bố ngày 12 tháng 9 cho thấy 53% cử tri tin rằng bà Harris đã chiến thắng cuộc tranh luận, trong khi chỉ 24% ủng hộ ông Trump. Ngoài ra, 54% cử tri đã đăng ký cho rằng chỉ cần một cuộc tranh luận là đủ, trong khi 46% mong muốn có thêm một cuộc tranh luận thứ hai. Ngay sau cuộc tranh luận, đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đã thúc giục tổ chức thêm một cuộc tranh luận khác với ông Trump. Đáp lại, ông Trump nói đội ngũ của ông sẽ cân nhắc nhưng khẳng định rằng việc bà Harris kêu gọi một cuộc tranh luận thứ hai chỉ chứng tỏ rằng bà đã thua ở lần đối đầu đầu tiên. Đức thắt chặt thông tin kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn người nhập cư. Theo Reuters trong tuần này, Đức đã công bố kế hoạch mở rộng kiểm soát toàn bộ biên giới trên bộ và từ chối nhiều người xin tị nạn hơn, nhằm giảm đi tình trạng di cư bất hợp pháp, siết chặt hơn so với chính sách mở cửa trước đây. Hôm 9 tháng 9, Đức thông báo kế hoạch mở rộng kiểm soát toàn bộ biên giới trên bộ sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 và bước đầu kéo dài 6 tháng. Ngày 10 tháng 9, Đức đã công bố các biện pháp thắt chặt việc thực hiện các quy tắc của Liên minh châu Âu EU về gửi tị nạn. Cụ thể, du khách có thể phải chịu kiểm tra ngẫu nhiên nhiều hơn khi di chuyển bằng ô tô tàu hỏa và xe buýt qua biên giới biện pháp này đã được áp dụng ở nhiều nơi khác tại châu âu và đức là quốc gia mới nhất tái áp dụng kiểm soát biên giới bất kỳ ai bị coi là nhập cảnh bất hợp pháp vào đức đều có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc bị giam giữ gần đây các vụ tấn công bằng dao mà nghi phạm là người xin tị nạn đã làm dấy lên mối lo ngại về vấn đề nhập cư ở đức Điển hình, nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao ở thành phố Solingen khiến ba người thiệt mạng vào tháng 8, ông Marcus Engler. Tại Trung tâm Nghiên cứu Hội nhập và Di cư Đức cho biết, tôi không mong đợi sự kết thúc của Schengen nói chung mà là một không gian tự do di chuyển ít chức năng hơn. Giới phân tích cho rằng, Kế hoạch này đánh dấu sự thụt lùi đối với quyền tự do đi lại trong Liên minh châu Âu, một trụ cột của dự án châu Âu và có thể gây căng thẳng cho sự thống nhất của khu vực. Một số quốc gia láng giềng cảm thấy thất vọng trước tin tức này bởi họ có thể phải tiếp nhận thêm nhiều người xin tị nạn. Tuy nhiên, chính quyền Liên bang Đức vẫn cần thảo luận về kế hoạch giam giữ người xin tị nạn tại biên giới với 16 chính quyền khu vực của Đức bởi các địa phương mới là bên trực tiếp thực hiện. Hiện Berlin rất muốn tham khảo ý kiến của các đối tác châu Âu để có sự hợp tác nếu muốn gửi trả người xin tị nạn. Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối không tầm ngắn Hãng thông thấn PTI dẫn lời các quan chức quốc phòng Ấn Độ ngày 12 tháng 9 cho biết Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng DIDO cùng Hải quân nước này tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không tầm ngắn từ bệ phóng thẳng đứng VLSLSAM trên mặt đất tại bãi thử tích hợp Charles Deeper, ven biển Odisha. Thông báo nêu rõ tên lửa nhằm mục tiêu tốc độ cao và đang bay ở tầm thấp trên không. Hệ thống tên lửa đã thành công trong việc theo dõi và tấn công mục tiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rana Sai, biểu dương DIDO và Hải quân vì thành tích trên, nhấn mạnh cuộc thử nghiệm chứng tỏ độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống vũ khí VLSISAM. Trước cuộc thử nghiệm, khoảng 3.100 cư dân sống trong bán kính 2,5 km, từ bệ phóng đã được di chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời nhằm đảm bảo an toàn. Trong diễn biến khác, cùng ngày trong cuộc gặp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, Ajit Kumar Dover đang ở thăm St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt giữa Moscow và New Delhi đang có động lực, sức mạnh, điều mà chúng tôi rất vui mừng. Theo ông Putin, chuyến thăm Moscow gần đây của thủ tướng Narendra Modi mang tính bước ngoặt, không chỉ rất thành công mà công việc sau đó cũng tiến triển rất có ý nghĩa và đúng tiến độ theo như những gì ông và thủ tướng Modi đã nhất trí. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.